báo cáo tình trạng sức khỏe lần cuối của rái cá trước khi đưa về vườn quốc gia Cát Tiên thì đường ruột của hai bé đều không ổn định, nhưng mà ăn cá là khá tốt, ăn cá luộc. Bây giờ em cho mấy anh coi phân của rái cá. Tụi con đi ỉa ra cho mấy anh coi coi, mấy đứa đứa nào ỉa trước, ai ỉa đây, con ỉa đi cho xin đóng phân được không mấy đứa, ỉa đi con, năn nỉ luôn á, ỉa đi, đứa nào ỉa trước nè. Con chưa mắc ỉa hả? Vậy từ từ đi vệ sinh ra cho tụi anh coi coi, coi cức của mấy đứa làm sao. Ý. À, do dọn dẹp hết luôn hả? Thương quá hả? Đây là nhiệm vụ của bé Mon nhà mình đó. Cho các bạn coi, nhiệm vụ bé Mon là chuyên dọn vệ sinh cho rái cá. Mình giao cho bé nhiệm vụ bảo vệ rái cá. Rái cá mà ướt là bé lao mình, và rái cá mà ỉa là bé ăn cức. Nhiệm vụ của bé đâu có kêu ăn cức, đâu kêu bảo vệ mà thành ăn cức luôn vậy đó. Lỡ ăn cho sạch luôn đi ông ơi. Trời ơi, thì cức đang bị như vậy là chứng tỏ là đang bệnh nha mọi người, không có khỏe đâu. Về rừng quốc gia là mấy anh phải tiếp tục cho nó ăn theo công thức của em và cho nó uống thuốc để phân nó tốt hơn. Đấy, tình trạng sức khỏe như thế. Rồi, thôi đi bơi đi. Nghe tới đi bơi sợ xanh mặt luôn. Hệ tiêu hóa chưa có ổn định. Đây là phân của nó. Về vườn quốc gia thì sẽ có thuốc cho tụi con. Ok. Mấy bé này ăn cá rất là khỏe, chỉ có cái là đi vệ sinh vậy thôi. Bây giờ em bỏ vô chuồng rồi, mấy bé rất là buồn. Mấy bé vừa tay đòi đi ra, biết là sẽ xa Tion rồi. Nhưng Tion đã xong nhiệm vụ rồi, hy vọng trung tâm CRKS ở vườn quốc gia Cát Tiên sẽ chăm sóc mấy bé tốt. Hy vọng các bạn muốn thăm rái cá thì đến vườn quốc gia Cát Tiên nha. Hai chị em chơi với nhau rất thân. Cái thằng em á thì đường ruột chưa ổn định nên uống thuốc một thời gian em nghĩ sẽ tốt lên, khỏe lên. Bây giờ lâu lâu cứ nó đi phân ra nhỏ nhỏ vậy đó, mà phân nó nâu là chứng tỏ là bao tử có vấn đề, có thể chảy máu, xuất huyết bao tử nên nó chảy máu. Nhưng mà ăn uống thì rất tốt, ăn cá thì ăn rất là nhiều. Ăn trong vòng 2 ngày gần hết 350 tiền cá rồi. Em vẫn còn chừa cá để đưa cho mấy anh về đó cho tiếp tục mấy bé ăn. Em cũng gửi ủng hộ cho rừng quốc gia Cát Tiên 2 triệu đồng để nuôi hai bé. Thì em cũng cố gắng làm hết nhiệm vụ của em rồi. Ok. Cảm ơn cộng đồng đã xem clip của Tion chia sẻ, ủng hộ Tion bằng cách nhấn like. Mục đích là không phải để Tion kiếm tiền YouTube hay là cái gì, mà là để cho các loài vật hoang dã đừng bị hại ở Việt Nam. Tion không có năng khiếu để làm YouTuber các bạn ơi.
Thôi thôi mà tạm biệt tụi con mà. Tion sẽ cố gắng à.